hậu hoàn vũ Jiyo Mori rạng rỡ tái ngộ công chúng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Jiyo Mori là một hoa hậu, là một diễn viên múa, là nguồn cảm hứng của hàng ngàn cô gái trên đất nước Nhật Bản. Nhưng hơn hết, Mori là một phụ nữ đầy tinh tế, có khả năng thấu hiểu được bản thân mình cần gì và muốn gì, hệt như loài hoa anh đào, rực rỡ nhưng không phô phang, tinh tế nhưng vẫn phải đủ ấn tượng, luôn mong manh nhưng thực ra lại rất kiên cường. Trong suốt 11 năm sau đăng quang, dù đã hết nhiệm kỳ của mình từ lâu, nhưng nàng hậu người Nhật Bản này vẫn là một cái tên chưa bao giờ phai mờ trong lòng công chúng. Không chỉ bởi cô có nhan sắc có thể thách thức thời gian, mà còn bởi cô đại diện cho vẻ đẹp thuần túy của phụ nữ Nhật Bản, vẻ đẹp đến từ bên trong. Sau màn trình diễn đầy ấn tượng và truyền cảm hứng tại Đại Nhạc hội Sonhai Emmer, Hoa hậu Hoàn Vũ 2007 Jiyo Mori một lần nữa nhận được lời mời từ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Menac đến ghé thăm đất nước Việt Nam để tham dự chương trình Đại hội Nhạc Sonba Hương. Cũng chính vì sự góp mặt của Hoa hậu Hoàn Vũ 2007 Jiyo Mori và giọng ca đình đám trong showbiz Việt như Diva Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Nguyên Hà, Phạm Anh Duy mà đêm nhạc diễn ra vào tối ngày 30 tháng 3, 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã chính thức cháy vé từ lâu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.